chào các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ đánh giá về một cái chuỗi cà phê mà tôi rất là yêu thích. Tôi sống ở Hà Nội và Hà Nội thì có rất là nhiều các cửa hàng cà phê lâu đời, rồi rất là nhiều các chuỗi cà phê. Và kinh doanh cà phê thì là một trong những cái ngành kinh doanh mà vẫn còn đang hot. Sau khi mà dịch qua đi thì ngành kinh doanh cà phê đã hot trở lại. Hôm nay thì tôi sẽ review về một chuỗi cà phê mà tôi rất là yêu thích. Đó chính là chuỗi cà phê, bạn nhìn thấy không ạ? Chuỗi cà phê Starbucks. Cái biển có lẽ phải đi ra ngoài thì mới nhìn thấy, nhưng mà trời đang mưa. Tại sao tôi lại thích cà phê Starbucks? Thứ nhất ý, là bởi vì tôi cảm thấy rằng cái quy trình nhượng quyền của Starbucks là cực kỳ tuyệt vời. Khi mà bước chân vào bất kỳ một cửa hàng Starbucks nào thì nó đều đem lại cái cảm xúc như nhau đối với cả tôi. Và cái cách decor trang trí của quán cà phê Starbucks ý, thì họ thường là chọn những cái góc cũng rất là nổi. Nhưng mà cái cách trang trí của cà phê Starbucks thì luôn luôn có một cái gì đó hướng về cổ điển vintage. Có những quán cà phê ấy thì là họ những quán cà phê Starbucks thì họ trang trí là trần là tối hoàn toàn. Hoặc là ví dụ như là ở đây này, đấy thì họ làm cái phông nền là màu nâu vàng rất là ấm áp. Và chính cái điều đó ấy thì cứ khi bước chân vào quán cà phê Starbucks nào thì tôi đều có cảm giác rằng là mình đang quay trở lại, ngược lại thời gian. Thì nhất định là cái giác quan đầu tiên chính là cái ánh nhìn. Thì khi mà bước vào luôn luôn có cảm giác là mình đang quay trở lại quá khứ, với cả tông màu gỗ thông ấm, rồi ánh sáng ở bên trong thì luôn luôn là ánh sáng vàng, có một chút ánh sáng trắng nhưng luôn luôn là ánh sáng vàng vô cùng ấm áp và gợi nhớ đến cảm giác gần tới sáng Giáng sinh. Và thứ hai là yếu tố âm nhạc. Trong khi bước chân vào quán Starbucks thì kể cả là mùa hè hay mùa đông thì tôi luôn có cảm giác là ồ, Giáng sinh sắp tới rồi, Giáng sinh sắp tới. Và họ bật những cái bài hát mà về chào đón Giáng sinh này, rồi những bài hát mà với cái giọng mà ngân nga rất là cổ điển của những ca sĩ cổ điển. Và điều đó khiến cho tôi mỗi khi bước vào Starbucks thì mình thấy cảm giác rất là hào hứng. Vì Giáng sinh này hay là Tết thì luôn gợi nhớ những cảm xúc tích cực là được quây quần gia đình, được nhận những món quà từ những người thân yêu của mình. Đấy thì cái thứ nhất là ánh nhìn, thứ hai là âm nhạc, nó khiến cho mình gợi nhớ đến những cái khoảnh khắc vui vẻ chào đón Giáng sinh. Và thứ ba là mùi ở quán cà phê Starbucks ấy luôn luôn là có mùi cà phê. Nên mình bước vào một cái là mình nhận ra cái mùi cà phê rất là đặc trưng luôn. Và thứ tư thì đó chính là vị. Đấy thì cà phê nó gọi là cà phê mà, thì mình đã uống cà phê thì mình sẽ nhớ đến cái vị cà phê. Đấy, vị cà phê ở nhiều nơi ý, thì nó sẽ giống nhau. Vị cà phê Starbucks thì không phải là quá xuất sắc, không phải là ví dụ như ở Việt Nam thì có những quán cà phê mà tôi ngồi tôi phải cảm thấy thực sự wow vì vị cà phê rất xuất sắc. Thì vị ở Starbucks ấy thì không quá xuất sắc, nhưng mà đồng đều ở tất cả các chuỗi. Và mình cứ order ấy thì luôn luôn là mình sẽ nhận được cái vị như thế, không bao giờ có sự chênh lệch quá nhiều về chất lượng và về mùi vị. Tức là tôi thích một loại, ví dụ như tôi thích green tea latte thì ở đâu tôi cũng sẽ nhận được vị giống như vậy. Và họ rất là quan tâm. Họ rất là quan tâm tới việc là thay đổi cái vị của cà phê. Ví dụ như là rất là quan tâm đến những người, chẳng hạn như người ăn kiêng thì sẽ có đường ăn kiêng, và người mà sợ ngọt ấy thì sẽ giảm ngọt. Đấy, và cái việc mà order thì nó rất là dễ dàng để có thể tùy biến mùi vị theo cách mình muốn. Và một điều nữa ở cà phê Starbucks là họ luôn luôn quan tâm đến một cái gọi là khu vực dành cho những người mà đi một mình. Thì luôn có một cái bàn rất là to dành cho những người mà đi một mình đến đây cầm theo laptop. Và trong lúc mà đợi cà phê sáng ấy thì họ tranh thủ mở điện thoại, mở máy tính ra, đặt lên cái bàn chung đó, check email và nhâm nhi ly cà phê trước khi bắt đầu bước vào một ngày làm việc. Và đây là một trong những cách mà gọi là bắt đầu một ngày làm việc cực kỳ năng lượng. Khi mà tôi ở Anh ấy thì tôi cũng thường là đi vào những quán cà phê. Và tôi vẫn nhớ cái cảm giác khi bước vào một quán cà phê Starbucks ở Anh. Thì khi trở về Việt Nam tôi vẫn nhận thấy được cái cảm giác, cái cảm xúc khơi gợi lại khi mà tôi bước vào quán cà phê Starbucks ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Và đây là điều mà chuỗi Starbucks đã làm cực kỳ thành công. Họ tác động vào đủ 5 giác quan của bạn. Còn một giác quan nữa tôi chưa nói tới đó, đó là giác quan sờ. Đấy thì giác quan sờ thì ví dụ như là cái ghế này, các cái chất liệu mà chọn, hoặc là những cái chất liệu mà để đưa vào trưng bày ở trong đây, thì họ luôn luôn là lựa chọn chất liệu bằng da này hay là bằng gỗ này, những chất liệu mà quay trở lại thời gian. Đấy, nó gọi là rất là vintage, rất là cổ điển và cũng rất là sang trọng. Và
Một trong những điều mà làm cho tôi yêu thích Starbucks nữa đó chính là cái câu chuyện của người sáng lập. Cái câu chuyện nó nằm được kể trong cuốn sách mang tên là Dốc Hết Trái Tim, Pour Your Heart Into Every Cup. Đấy, và chính cái câu chuyện mà kể đến việc tình yêu khi mà gây dựng cái thương hiệu, tình yêu trong từng hạt cà phê. Và khi mà mình uống một ly cà phê ấy, thì tôi nhớ là khi tôi vào một quán cà phê Starbucks trên Hàng Bài, thì ghi là khi mà bạn đang uống thưởng thức một ly cà phê, khi bạn nhìn vào trong tách cà phê thì hãy tưởng tượng lại tất cả những người đã từng chăm sóc, đã từng trồng từng hạt cà phê đang cùng ở trong đó, và ánh phản chiếu của họ đang nhìn lại bạn mỉm cười. Đây là một trong những điều mà cái slogan đó nó đánh động một cảm xúc tình yêu của tôi rất là mạnh mẽ, và đấy là lý do vì sao mà tôi rất là yêu thích cà phê Starbucks. Và hy vọng là bạn sẽ thích bài đánh giá của tôi và hãy chia sẻ nó cho những người thích nó nhé. Và tôi sẽ tiếp tục review và tiếp tục đánh giá những cái sản phẩm mà tôi cảm thấy tuyệt vời. Và hẹn gặp lại bạn. Và hy vọng là video clip này giúp gì đó cho bạn. Hãy đừng quên đăng ký vào kênh của Mai Tình Yêu và chờ đón những chia sẻ của tôi. Bye bye.